cây cối nhìn tươi tắt anh chị ha. Chỗ này là cái khu vực Tiền Đang đứng ở đây là chuyên về nghỉ dưỡng luôn chị ha, thiên đường về nghỉ dưỡng luôn. Tiền Đang đứng ở đây là ở ngay trong một cái resort nghỉ dưỡng ha, có tên là Suối Tre. Trong này là những cái phòng cho khách thuê ha, những cái homestay riêng. Còn đây là nhà riêng của một gia chủ ha, của gia chủ của resort này. Đó, nhà ở riêng chị ha, quá đẹp anh chị. Tại Điền đang có mặt ở đây là chính xác là ngay ấp Tân Trung, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu anh chị ha. Cái ấp Tân Trung này thì nó nằm sát bên thị trấn Phước Bủ luôn, cũng như là ngay bến xe Xuyên Mộc anh chị. Vị trí trung tâm huyện anh chị nha. Cái khu vực này là khí hậu ở cái chỗ này là cực kỳ mát của chị này. Nghỉ dưỡng này, Suối Tre này đó. Và xung quanh đây có rất nhiều cái khu nghỉ dưỡng tương tự giống vậy đó chị ha. Như bên đây là có Mộc Villa, bên kia nữa có là cái Yến Nguyễn ha. Yến Nguyễn Điền cũng có review đang quay đang bán đó, 1.000, 1.300, 1.400 gì đó. Có sẵn homestay luôn, đang bán 12 tỷ rưỡi ha. Cô chỉ cần quan tâm cái đó liên hệ Điền nha. Nay Điền sẵn quay giới thiệu chủ gửi bán ha. Nói chung là tổng bất sản thì hơn 1.500 m², nhưng mà nếu bán lẻ thì cũng bán lẻ luôn ha. Mỗi lô có 800 mấy m² và một lô là 700 mấy m² ha. View ruộng anh chị nha. Ở trước là view ruộng này, rất là mát luôn, khí hậu rất là mát luôn chị đó. Rồi trước khi review chi tiết thì Điền sẽ nói sơ cái vị trí ha, để cho chị mình có thể là dễ hình dung, dễ nắm bắt được cái vị trí. Hiện tại Điền đang có mặt trên cái đường mặt tiền đường là đường bê tông thôi chị, nói chung là đường ô tô, đường xe tải đi được anh chị nha. Đó, như đầu này anh chị thấy này, xe tải chạy đâu này đó, chạy rầm rầm luôn chị. Đường ô tô đi thoải mái luôn. Cái hướng mình Điền quay trước mặt này, mình đi thẳng ha, mình sẽ đi ra được quốc lộ 5 này. Đó, đi ra được quốc lộ 5 nha, khoảng chưa tới cây số đâu, khoảng mấy trăm mét đó. Đi ra ngoài đó thì mình giao quốc lộ 5 thì dường như là đụng ngay trung tâm rồi. Ngay thị trấn Phước Bủ anh chị ha. Ở đó thì có bến xe Xuyên Mộc ha, và trung tâm Xuyên Mộc có chợ Bà Tô, công viên Hồ Bà Tô này kia đó. Nói chung là tiện ích tiện nghi thì đầy đủ rồi. Kế bên thị trấn, đất xã nhưng tiện ích tiện nghi thì chẳng khác nào ở thị trấn hết gì ha. Đó, mặt tiền đường ô tô đi này, ô tô đi này chị này, thấy ha. Và kế bên này cũng có nhà vườn luôn, nhà vườn nghỉ dưỡng luôn chị đó, nhà vườn ha. Và hướng ngược lại đây mình có thể là đi vào khu dân cư đường Thông Thương chị ha. Gặp ngã tư mình rẽ trái, mình có thể thông ra lại được quốc lộ 5 này, còn rẽ phải thì mình vào khu dân cư thôi. Mình đi ra khu dân cư anh chị ha. Đó. Rồi bây giờ Điền sẽ quay lại vấn đề chính ha. Mà Điền cũng nói giới thiệu sơ ấy. Đây, bên cái đâm ruộng này này. Đó. Nhà Điền đã ở bên này nha. Đó. Cái mái ngói đó chị. Đó. Nói chung là Điền ở đây thì về khí hậu, Điền chia sẻ thật luôn, về khí hậu rất là mát luôn, rất là trong lành luôn anh chị. Đó. View lúa toàn bộ, gió mát. Đó. Ở sau cũng có view lúa, ở trước cũng có view lúa này chị. Đó. Rồi bây giờ Điền sẽ tóm tắt cơ bản bất sản này trước ha. Rồi sau đó Điền sẽ báo giá luôn ha. Thì cái bất sản mình á là của một chủ anh chị, nhưng mà ở đây là có hai lô, nói chung hai lô liền kề luôn, hai lô liền kề ha. Cái lô này trước đi, cái lô này là tổng diện tích nha là 885 m² ha, đang có bề ngang á, bấm theo mặt tiền đường là 26 m đó chị, 26 m, cạnh này sâu vào khoảng là 40-41 m đó. Chiều sâu là cũng gọi là lý tưởng đó chị, chiều sâu cũng rất là tốt. Qua bên này là 26 mét đó chị nha. Đó, hiện tại thì được đất anh chị thấy này, bằng phẳng so với đường anh chị. Qua tới đâu đây, khoảng hai mấy mét thì sâu. Qua tới đâu đây, cái cạnh bên này thì sâu vào trong khoảng là 30 anh chị, một cành ngắn một cành dài anh chị ha. Đó, hậu của mình thì nở kiểu nó hơi hơi óp một chút xíu ha, khoảng 24 m 9 cho 25 đi anh chị ha. Hầu mình còn 25 mét thôi. Đó, thì cái bất sản mình thì đang bán là lô này ha, là 2 tỷ 6.
Còn mạnh bên này thì gia chủ mình đang có diện tích là 718 m2 anh chị. Và bám theo mặt tiền đường này là 18 m4 ha. Chiều sâu bên này thì chiều sâu tốt hơn tí, khoảng 50. Bên này sâu khoảng 50 anh chị. À, xíu nữa Điền sẽ đưa cái hình Leica lên cho quý chị mình dễ hình dung và đưa cái bảng quy hoạch ha. Đó. Và bên này là 18 m4 á chị ha. À, nói chung là hai lô này mỗi lô đều có 50 thổ cư rồi anh chị nha. À, quy hoạch thì phủ hồng toàn bộ, mình có thể lên thêm thổ cư thoải mái theo cái nhu cầu sử dụng của mình anh chị. Đó, và tới đây ha, rành mình tới đây ha. À, còn cạnh bên này sâu 41 mét anh chị. À, lô này có chiều sâu hơn thì lô này gia chủ mình đang cần bán là 2 tỷ anh chị ha. Lô bên kia 2 tỷ 6, lô bên này 2 tỷ. À, nói chung một chủ anh chị ha, đang cần bán nha. À, khu vực view nghỉ dưỡng, thiên đường nghỉ dưỡng luôn. À, nếu mà cô chú mình mua luôn hai lô đó thì gia chủ mình sẽ đưa ra cái giá mức giá là 4 tỷ, 4 tỷ cho tổng bức xã này. À, tính ra khoảng đâu đó là 1.600 mét vuông đó chị, khoảng khoảng đó. À, có 100 thổ cư luôn. À, đất nông thôn thì anh chị biết rồi, xây dựng thoải mái, có thổ cư xây dựng thoải mái chị. À, dưới 7 tấm là được, không cần xin giấy phép xây dựng ha. À, bức xã mình đang có hướng là hướng đông nam cái gì ha. À, nhìn ra đường chim bay thấy quốc lộ 5 rồi đó. À, đối diện view lúa này. Ở trước thì mình thì có mương nước luôn chị ha. À, mương nước này mà lấp cống nữa thì quá tuyệt vời. À, đường xá rộng rãi ngay. Hiện tại đã được gọi là đường thì cũng khá là ok rồi. Nhưng mình lấp được cái này, lấp mới có nắp lấp nữa thì quá tuyệt vời. À, khu nghỉ dưỡng chỗ này thiên đường khu nghỉ dưỡng luôn. Điện sẽ lui phía sau anh chị ha, lui phía sau cho anh chị mình. Ở trước cái thì view lúa chính, ở sau là view lúa xanh. À, không gian xanh rất là mát luôn. Về khí hậu xuyên mộc thì Điền cũng có chia sẻ vài lần rồi, Điền cũng có nói nhiều rồi. À, khí hậu xuyên mộc thực sự là đặc biệt, là không có xí nghiệp anh chị ha, không có khu công nghiệp, không có xí nghiệp này. Nên là về cái khí hậu này kia rất là trong lành, rất là mát luôn. À, bên này là resort của Mộc Villa này. À, nhà điện đây nhanh đi nha. Đó, nhà điện ngay cái đám ruộng đây này, nhà máy ngói này. Đó, anh chị thấy này. Đó, ở nhà máy gói đó. À, nhà điện thì bám mặt tiền đường nhựa bên kia ha. À, đường ngoài này thì có đường là đường Suối Tre, có tên là đường Suối Tre gì ha. Đó. Đối diện nhà điện có một cái gọi biệt phủ đang xây dựng anh chị. À, cái người ta mới mua mảnh đó anh chị, bây giờ đang xây, đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng sẽ xong trước Tết. Nói chung khu vực này hoàn toàn là dân nghỉ dưỡng không anh chị. À, cũng là dân có tiền không à. À, mảnh này thì nghỉ dưỡng thì quá tuyệt vời luôn chị. Đi xuống biển gần nhất là biển Hồ Tràm, à, khoảng đâu đó là 8 cây số chị ha. À, mình đi đường xuyên Phước Cơ đi xuống ha. À, đi xuống biển Hồ Tràm 8 km rất là gần. Đó, vị trí thì khỏi phải nói rồi, trung tâm huyện anh chị. À, tiện ích tiện nghi đầy đủ. À, Điền sẽ tóm tắt lại một lần nữa chị ha. Tổng bất sản mình á là 1.600 m2 ở hai sổ riêng anh chị nha, hai lô là hai sổ hai thửa riêng. Đó là đang có sẵn là mỗi lô là 50 thổ cư anh chị. À, bám theo mặt tiền đường này là lô này á, là 26 m ha. Còn lô bên này là 18 m4 anh chị ha. Đó, nói chung là nếu mà tính luôn hai mặt tiền này, hai lô này cộng lại đó, mặt tiền khoảng là 40 mấy mét đó. À, 40 mấy mét, 40 mấy mét tiền ha, thoải mái luôn, xây dựng luôn. Như cái resort này là 7.000 mấy mét vuông anh chị, rất là nhiều luôn. Đang cần bán là nếu mà hai lô á là bán 4 tỷ tổng lô ha, hai lô luôn. Còn bán một lô bán lẻ đó thì lô này sẽ là 2 tỷ rưỡi, à, 2 tỷ 6 cái gì. Còn lô bên này sẽ là 2 tỷ anh chị nha. Tất nhiên là giá sẽ có thương lượng. À, rồi có gì nào quan tâm liên hệ Điền nha, thì chí nữa mình sẽ gặp trực tiếp chủ để thương lượng thêm cái gì. À, Điền cũng xin được dừng video clip tại đây. Cô chú gì nhớ những đăng kênh Điền để ủng hộ Điền ha, để được đón xem những video clip mới nhất của Điền. Xin chào và hẹn gặp lại. Desert, at the desert, at the desert.